cách pha bột bánh xèo giòn lâu thơm ngon cho mấy bạn đây nha Mỹ đảm bảo luôn á là không có thua ở ngoài tiệm bán đâu à 500g cộng thêm một xíu bột chiên giòn tầm khoảng 100g cho thêm một muỗng canh bột nghệ nha sẽ sử dụng nước cốt dừa một cái hộp dịch hoặc là một cái hộp gà tùy mấy bạn thôi để cái bánh xèo của mình á nó được giòn và giữ được lâu á Mỹ sẽ cho thêm một chút xíu nước có ga 100ml nha mấy bạn quậy đều lên và cho thêm 200ml nước lọc nữa đợi cho cái chảo nó nóng thiệt là nóng á thì mỹ sẽ cho cái bột bánh xèo vô đó sẽ cho nhân vào nha nắp lại thì mấy bạn mở lửa lớn và mở nắp ra sau đó mấy bạn bật lửa nhỏ để cho cái hơi nước trong bánh xèo á nó được bốc lên để bánh xèo mình nó giòn và cho thêm một miếng dầu ăn xung quanh cái rìa bánh như thế này nè là bánh xèo của mình một hồi á nó sẽ rất là giòn luôn đó đây nè để mỹ lấy ra cho mấy bạn coi nha đây nè nó rất là giòn luôn đó mấy bạn để cái bánh xèo mà mấy bạn múc lên cái giá mà mấy bạn thấy nó đứng băng như vậy á là nó rất là giòn luôn đó